Như vậy là với tỷ lệ đồng thuận rất cao, trên 95% tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự án luật thủ đô sửa đổi. Đây là tin vui với không chỉ người dân thủ đô mà với cả nước. Đáng chú ý, luật có nhiều nội dung mới như quy định về tổ chức chính quyền đô thị, xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ thủ đô, tài chính ngân sách và huy động nguồn lực phát triển thủ đô, liên kết phát triển vùng. Đây là những chính sách mang tính đột phá để thúc đẩy sự phát triển của thủ đô. Theo dõi suốt hai kỳ họp, bà Bùi Thị An, một trong những công dân ưu tú của Hà Nội, phấn khởi khi luật thủ đô được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Theo bà, cơ chế đặc thù dành cho thủ đô, trái tim của cả nước, sẽ giúp cho lãnh đạo thành phố Hà Nội được phân cấp, phân quyền hiệu quả, cũng như có những quyết sách từ sớm, từ xa. Cái hình ảnh sau khi luật thủ đô được bấm nút thông qua thì các đồng chí toàn đoàn đứng lên hoan hô vỗ tay. Các đồng chí là người đại diện cho nhân dân thủ đô. Tôi với tư cách một cử tri của thủ đô thì tôi cũng rất là vui mừng khi mà Quốc hội khóa 15 thông qua luật thủ đô sửa đổi lần này. Trong luật thủ đô sửa đổi lần này thì tôi cho có một cái phải nói mang tính chất rất đột phá về mặt thể chế, tức là gỡ về mặt luật pháp để cho thủ đô có cơ sở, có điều kiện để phát triển đúng với tiềm năng của mình. Còn với doanh nghiệp công nghệ này, việc luật thủ đô sửa đổi cho phép Hà Nội được thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát dưới hình thức cấp phép có thời hạn đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mà pháp luật chưa có quy định, chưa cho phép thực hiện hoặc cấp phép có thời hạn sẽ tạo khuôn khổ pháp lý để họ dám dấn thân đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ của tương lai. Đây cũng sẽ là một cái thế mạnh lợi thế của Hà Nội trong việc cạnh tranh về các cái nguồn vốn FDI hoặc của các quỹ đầu tư nước ngoài. Và đặc biệt là về mặt nhân sự chất lượng cao. Đối với on office thì sẽ một vài các cái ứng dụng có lợi từ cơ chế kiểu này. Nếu mà luật mà có hướng dẫn và có cho phép thì chúng tôi sẽ dám dấn thân. Tôi rất kỳ vọng rằng đây sẽ là một cái miền đất hứa cho tất cả các công ty công nghệ, công ty sáng tạo, rồi nhất là các lĩnh vực khởi nghiệp. Nó sẽ có cái cơ hội, có cái miền đất để họ được quyền tung tẩy trong đó và được phát triển trong đó. Các chuyên gia cũng cho rằng trao cơ chế thử nghiệm cho Hà Nội là bước đột phá quan trọng để đưa kinh tế số chiếm tỷ trọng cao trong GDP của thành phố. Vận dụng và tận dụng cái cơ hội này để tạo ra một cái khung khổ chắc chắn cho đổi mới sáng tạo có cơ hội bén rễ. Bởi vì chưa đâu làm được việc này. Nếu Hà Nội làm việc này thì Hà Nội sẽ có sự đột phá rất lớn. Đặc biệt khi chúng ta đang có những khu công nghệ lớn, như khu công nghệ cao Hòa Lạc, rồi khu của Đại học Quốc gia Hà Nội. Có rất nhiều những cái trung tâm đổi mới sáng tạo ở Hà Nội. Hà Nội cũng là nơi đặt trung tâm đổi mới sáng tạo. Đấy là những cái điểm xuất phát rất tốt cho Hà Nội. Còn nếu chúng ta tận dụng được điều này thì tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cơ hội lớn cho Hà Nội. Luật thủ đô sửa đổi sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2025. Những cơ chế chính sách mạnh mẽ này sẽ là động lực để thủ đô bứt phá với nhiều chiến lược phát triển mới, tiếp tục xây dựng thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa của mảnh đất Thăng Long, kinh kỳ, ngàn năm văn hiến.